Dũng ta xin chào nhé. Nay tôi chia sẻ cho các bạn một ca là nhổ răng sữa không đau hay là nhổ răng sữa cho bé đấy. Đầu tiên chúng tôi bôi tê như này, các con nhìn thấy à? Hay bố mẹ nhìn thấy à? Bôi tê giữ trong vòng khoảng 1 đến 2 phút cho con tê. Tê xong mình chỉ việc nhấc ra thôi. Được chưa? Đấy, còn bạn này vừa sâu răng, bạn này hàn hết rồi này. Sâu răng hàn này, con hà to này. Đấy, còn sâu to như này là phải chụp thép vào này, chụp bọc vào bố mẹ tham khảo nhé. Đấy, như là sâu to quá là phải chụp vào. Đấy, còn bây giờ là cho là tê thôi, được chưa? Tê giờ mình chỉ việc gắp ra thôi. Để chú lau nhé, chú lau khỏi đắng nhé. Con hà đi. À rồi, con xúc miệng nhé. Sau khi bôi tê xong rồi nhé, thì chỉ việc cho cái kẹp vào đây, chỉ việc nhấc ra là xong thôi. Ơ ui, xong rồi đấy, thấy chưa? Cắn chặt rồi, xong rồi. Dê có đau không? Không đau đúng không? Rồi dê đấy, nhổ sữa không đau, nói đúng luôn, không đau là không đau. Ok, xuống ghế rồi. Rất là cảm ơn con đấy này, răng sữa đấy nhá, trả con về cắm nhá. Lần sau ra làm nhà chủ chứ. Nha khoa Iota, răng của bạn như răng của chúng tôi.